Trên tay mình đây chính là mẫu smartphone bán chạy nhất năm 2021. Theo số liệu đến từ Counterboy Research, iPhone 12 chiếm đến 2,9% tổng lượng smartphone bán ra toàn cầu. Tức là vào năm 2021, cứ 100 chiếc điện thoại bán ra thì 3 chiếc là iPhone 12. Và con số này thì thậm chí là còn vượt nhiều hơn cả những cái chiếc điện thoại giá rẻ. Tuy nhiên thì hiện tại đã là năm 2023 rồi. iPhone 12 khi mà rơi xuống cái phân khúc hơn 15 triệu đồng cũng có rất nhiều đối thủ sừng sỏ. Vậy thì đây có còn là một cái chiếc máy đáng mua nữa hay không? Mời các bạn cùng vào video để tìm hiểu chi tiết nhé. trước tiên thì nếu như các bạn muốn sắm cho mình những cái mẫu iPhone 12 với mức giá tốt hay là những cái sản phẩm đời cao hơn thì có thể tham khảo ngay tại shop đăng đại lý uy quyền của Apple. Đặc biệt trong ngày 7 tháng 1, shop đăng còn có chương trình khai trương tại Thanh Hóa và Bắc Giang, ưu đãi Apple lên đến 54% và miễn phí dán cường lực. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là iPhone 12 thì có lẽ điều đầu tiên mình muốn đề cập tới và cũng là cái điều mà iPhone 12 vẫn đang làm rất tốt kể cả sau 2 năm rồi, đó chính là về phần màn hình. Chúng ta sẽ có một cái màn hình Super Retina XDR Không hề thua kém gì iPhone 14 mới nhất Mặc dù nếu như xét trên mặt thông số thì rõ ràng là cái độ phân giải màn hình của iPhone 12 không phải quá cao, nó chỉ là full HD mà thôi, không được 2K như những đối thủ như là Xiaomi Mi 11, Mi 12, Galaxy S21 hay là Oppo Find X3 Pro. Thế nhưng đây vẫn là một cái màn hình có cái khả năng hiển thị rất là xuất sắc, màu đen sâu bởi vì nó là màn OLED và cái độ nổi khối cũng rất cao. Và tất nhiên đạt chuẩn HDR, hỗ trợ Dolby Vision độ sáng dù có thấp hơn dòng iPhone Pro một chút thế nhưng vẫn là cao ở trong phân khúc và nếu như mà để chọn ra một cái chiếc điện thoại có màn hình đẹp và đặc biệt là có thể sử dụng được cho những công việc như là edit ảnh, edit video để cho ra những cái màu sắc tốt nhất thì mình vẫn nghĩ rằng iPhone 12 sẽ là cái thiết bị có cái màn hình gần như là xuất sắc nhất ở trong phân khúc hơn 15 triệu đồng. Tuy nhiên thì màn hình của iPhone 12 sẽ có một cái điểm yếu đó chính là nó sẽ không có cái tính năng promotion tần số quét cao 120 hz. Điều này thì nếu như mà mà trong cái sử dụng bình thường hàng ngày thì có lẽ là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm của mình. Bởi vì là iOS thì vốn nó đã mượt và rất là đều đặn trong cái trải nghiệm sử dụng rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn đã có cái thói quen là sử dụng những cái màn hình tần số quét cao thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà lướt web thì đôi lúc cái con chữ nó sẽ hơi có hiện tượng bị nối đuôi nhau, đôi lúc nó sẽ hơi có một chút khựng nhẹ về các bạn nhìn, nhưng mà với cá nhân mình là một người đang sử dụng iPhone 12 thì mình sẵn sàng đánh đổi cái tính năng promotion hay là 120Hz, tần số quét cao để có một cái chiếc iPhone sử dụng mượt mà trong tầm giá hơn 15 triệu đồng. Tiếp theo là về hệ điều hành Thì ở cái điểm này mình sẽ không phân tích rằng là iOS ở trên iPhone 12 Nó ngon hơn, nó mượt hơn hay là nó có cái gì hay ho hơn so với cả những cái chiếc máy chạy Android Bởi vì là rõ ràng là Android với cả iOS nó là hai phạm chủ hoàn toàn khác nhau Và ai cần gì thì chọn hệ điều hành đó Nhưng mà mình sẽ đánh giá một chút về cái trải nghiệm sử dụng của mình Đối với cả iOS 16.2 mới nhất ở trên iPhone 12 thì nếu mà nói về độ mượt mà thì cá nhân mình thấy rằng là nó không thay đổi nhiều so với cả cái hồi iOS 14 hay là 15 Nó gần như là không hề gặp một cái hiện tượng bị giật lag nào cả Tuy nhiên thì có vẻ như là thời lượng pin ở trên chiếc máy này nó đã bị sụt giảm đi một chút so với cả những cái hệ điều hành iOS 14 hồi đầu tiên. Nhưng những điều đó thì không gây cho mình nhiều sự khó chịu trong quá trình sử dụng và với trải nghiệm sử dụng mượt mà trên iOS 16 này thì mình nghĩ rằng là trong 3 bản cập nhật tiếp đó là iOS 17, iOS 18 và iOS 19 nó vẫn sẽ rất mượt mà và vẫn có thể dùng ngon ở trên chiếc iPhone 12 này. Vậy nên là nếu như các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái chiếc máy có thể là dùng tốt được trong khoảng 3 năm nữa thì đây hoàn toàn là một cái khoản đầu tư xứng đáng. Còn về camera thì nếu như mà xét trên cái mặt tương quan lực lượng camera ở trên iPhone 12 thì nó sẽ hơi thua kém một chút so với cả những cái đối thủ ở trong cùng phân khúc trong tầm hơn 15 triệu đồng là Android toàn 4 mắt hay là 5 mắt rồi. Còn đối với cả iPhone 12 chúng ta vẫn sẽ chỉ có một cam góc rộng và một cam góc siêu rộng mà thôi. Đồng thời thì độ phân giải cũng là 12 megapixel. Nhìn sang Xiaomi 11 ra mắt cùng năm với cả iPhone 12 thì cảm biến đã lên tới 108 megapixel. Hay là Oppo Find X3 Pro thì cũng đã có cảm biến 50 megapixel rồi. Bù lại thì Apple lại làm tốt ở cái mặt đó là thuật toán xử lý hình ảnh. Ở điều kiện đủ sáng thì camera iPhone 12 cho ra một cái chất lượng ảnh vô cùng chân thực, có độ chi tiết ở mức trung bình cao. Tuy nhiên thì ảnh ở trên iPhone hơi ám vàng và màu sắc thì cũng không được rực rỡ và nịnh mắt như các đối thủ khác. Nhưng mà mình thích cái sự chân thực ở trên iPhone hơn Sau khi mà chụp xong thì các bạn kể cả có là chỉnh sửa màu sắc các thứ Thì nó cũng cho cái độ chi tiết cũng như là cái ảnh về sau nó sẽ tốt hơn Trong điều kiện thiếu sáng thì iPhone 12 vẫn tỏ ra là rất là đáng tin cậy về mặt màu sắc nhưng mà tất nhiên là không thể nào mà đo cái độ nhiều sáng bằng Oppo Find X3 Pro hay là Galaxy S21 được Bởi vì cảm biến camera ở trên những cái mẫu máy đấy nó to hơn và thu sáng tốt hơn như vậy để về mặt chụp hình thì lợi thế ở trên camera của iPhone sẽ là cái độ chân thực Nhưng mà về những cái điều kiện thiếu sáng thì rõ ràng các bạn có thể là chọn những cái mẫu máy như là S21 Nó sẽ có một cảm biến to hơn và có thể thu sáng ở ban đêm tốt hơn Nhưng camera của iPhone 12 lại ăn tiền ở cái việc đó chính là quay video khi quay phim thì màu sắc rất là chân thực và cái độ mượt mà của nó thì gần như là không phải chê rồi. Quay 4K cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nhưng mà điểm trừ có lẽ là nó vẫn chưa có những cái tính năng như là Cinematic Mode hay là Action Mode của những cái người đàn anh iPhone 13 và iPhone 14 nhưng đây vẫn là một cái chiếc máy quay phim tốt hơn và đáng tin cậy hơn so với cả những cái chiếc điện thoại Android ở trong cùng tầm tiền đặc biệt là cái khả năng ghi âm của iPhone cũng cực kỳ là tốt nữa. Vậy nên nếu như các bạn đang định làm TikTok chẳng hạn hay là quay YouTube, quay vlog mà cái tầm tiền của chúng ta chỉ có hơn 15 triệu đồng mà thôi hãy cân nhắc chiếc máy này nhá. Còn về hiệu năng thì chắc chắn rằng là sau 2 năm nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là đây có phải là một cái chiếc máy có hiệu năng tốt và chơi game ngon hay không Thì mình xin khẳng định với các bạn rằng iPhone 12 sau 2 năm nó vẫn có một cái mức hiệu năng sẵn sàng cạnh tranh song phẳng với cả những con chip như là Snapdragon 888 Cụ thể thì cái điểm Geekbench của con chip Apple A14 còn ngang bằng với cái Snapdragon 8 Gen 1 Nên về mặt hiệu năng thì cho đến bây giờ các bạn cũng sẽ không cần phải lăn tăn khi mà lựa chọn iPhone 12 so với cả cái đối thủ Android trong cùng tầm tiền Và nếu như mà xét về những cái trải nghiệm hàng ngày như là lướt Facebook, lướt TikTok, Youtube thì có lẽ là không cần phải bàn rồi Nó quá là một mà và rất ổn định còn về chơi game thì nếu như chơi game Sin Impact nó vẫn đều chẳng chặn ở 60 fps với những cái game nhẹ hơn như là PUBG thì không cần phải suy nghĩ rồi có cái hơi khó chịu ở trên iPhone đó chính là nóng lên hơi bị nhanh và bị giảm sáng khi các bạn chơi lâu. Bởi vì đây cũng là con chip đầu tiên mà Apple xây dựng trên tiến trình 5 nanomet nên nó không thể nào mà tối ưu tốt được bằng những con chip 5 nanomet khác của Apple như là A15 hay là A16. Tuy nhiên thì nó vẫn cho ra một cái mức hiệu năng mà mình nghĩ rằng rất là khủng khiếp. Mà nếu như các bạn cần chơi game hardcore dí sò lạnh vào thì mình cam đoan rằng nó không hề thua kém bất cứ chiếc smartphone gaming nào ở trong tầm tiền này. Và với khối hiệu năng này thì các bạn cũng có thể là dùng cái chiếc iPhone 12 này để mà có thể là chỉnh ảnh hay là edit video ở trên CapCut chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái chiếc máy mà mình nghĩ rằng là có thể làm tốt nhất cái nhiệm vụ đó ở thời điểm hiện tại trong tầm giá 15 triệu. Cái điểm khen cuối cùng đó chính là về thời lượng pin. Thì cái hồi mới mua máy, máy vẫn có thể là trụ được tới 6 tiếng đồng hồ on screen. Thật sự là một cái thời lượng mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì trong quá trình mà trải nghiệm đến bây giờ thì pin cũng đã chai phần nào rồi. Và khi mà update lên những cái iOS mới thì nhiều tính năng hơn thì cái thời lượng pin của nó chỉ trụ được khoảng gần 5 tiếng đồng hồ mà thôi. Và đương nhiên rằng là với cái thời lượng đấy thì một ngày mình phải sạc khoảng 2 lần nhưng mà với mình đó vẫn là một cái thời lượng pin mà mình rất là chấp nhận được và đặc biệt là với một cái chiếc máy mà nó nhỏ gọn thế này nó không bị quá to quá cồng kềnh như dòng pro max Tuy nhiên thì mình cũng phải chia sẻ thật với anh em là có hai điểm đáng lưu tâm ở trên iPhone 12 thời điểm bây giờ. Điểm đầu tiên thì đó chính là tai thỏ chiếm hơi nhiều diện tích một chút. Đó thì cái điểm này thì nếu như các bạn so sánh với cả những cái đối thủ Android ở trong cùng phân khúc, nhiều chiếc máy đã có camera ẩn cũng như nhiều chiếc máy có cái camera đục lỗ, nó sẽ có nhiều không gian để hiển thị ở trên màn hình hơn. Và đồng thời thì nếu như các bạn tham khảo những cái mẫu máy như là Xiaomi 12 thậm chí còn có màn hình tràn viền, cái viền của nó sẽ không dày như là iPhone 12. Đây là điểm mà các bạn sẽ phải chấp nhận nếu như mà chọn cái chiếc iPhone 12 với cái thiết kế kiểu tai thỏ như thế này. Cái thứ hai đó chính là ở trong cái phiên bản thấp nhất của iPhone 12 chỉ có cái bộ nhớ đó là 64GB bộ nhớ trong mà thôi. Và với cái bộ nhớ này thì nếu như các bạn quay phim, chụp ảnh quá nhiều nó sẽ không thể đáp ứng được. Và lúc đấy chúng ta sẽ phải cân nhắc đến những cái phương pháp bên ngoài như là dùng iCloud hoặc là có thể mua một cái phiên bản bộ nhớ cao hơn. Còn với cả những cái đối thủ khác của iPhone 12 ở trong cùng phân khúc này thì bộ nhớ đều là 128 gb hay là 256 gb rồi. Đây cũng là một cái điểm mà các bạn thật sự nên lưu ý. Nếu như mà chúng ta cần thiết là chụp ảnh nhiều thì có thể là cân nhắc mua thêm iCloud. Chỉ có khoảng mười mấy nghìn, hai mươi nghìn một tháng thôi là cũng có thể là mua được mấy chục GB iCloud rồi. Đó là cái chia sẻ của mình trong cái quá trình sử dụng một cái chiếc iPhone 12 trong khoảng hơn một năm qua vậy thì các bạn nghĩ sao về iPhone 12? đây có còn là một cái chiếc máy đáng mua nữa hay không? với cá nhân mình thì nó sẽ đáng mua với những người mà có nhu cầu ở quay phim, chụp ảnh và cần một cái chiếc máy chạy iOS ngon thì 15 triệu iPhone 12 ở phân khúc hàng mới chính hãng nếu các bạn muốn bóc siêu đây vẫn là một cái chiếc máy ok. Còn nếu như các bạn có những cái sự lựa chọn tốt hơn thì đừng quên chia sẻ cho mình biết ở bên dưới phần comment của video nhá. Video ngày hôm nay của Relax cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe, ở nút chuông để có thể giúp chúng mình sớm đạt được cột mốc một triệu subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại.